Có bao giờ bạn cảm thấy một ngày trôi qua mà mình không làm được gì cả? Có bao giờ bạn cảm thấy 24 giờ là không đủ để bạn hoàn thành những mục tiêu, công việc của mình? Nếu chưa bao giờ cảm thấy như vậy thì xin thán phục bạn, bởi có lẽ bạn hẳn phải đến từ một hành tinh nào khác chứ không phải là trái đất. Còn nếu đã từng cảm nhận sự căng thẳng trên thì những nội dung trong video sau đây sẽ dành cho bạn. Các phương pháp quản lý thời gian được giới thiệu ngay sau đây bởi tác giả Brian105 tại Spider Room sẽ giúp bạn tăng năng suất và giảm bớt sự lộn xộn trong công việc thường ngày để từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những nguyên tắc và kỹ thuật đơn giản, bạn có thể tổ chức và quản lý công việc của mình một cách dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cùng bắt đầu thôi nào! Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 phương pháp quản lý thời gian mà mình thường áp dụng. Hiện nay, dù chưa dám khẳng định mình đã tận dụng triệt để quỹ thời gian, nhưng mà mình có khả năng hoàn thành nhiều việc trong một ngày mà vẫn dư thời gian cho thư giãn và giải trí. Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spy Room đang giảm giá có 102. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi kinh khủng ấy nhá. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spy Room luôn. 1. Ma trận quản lý thời gian Eisenhower. Được sáng tạo và đặt tên theo vị tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, Dwight D. Eisenhower. Ma trận quản lý thời gian Eisenhower, hay còn có tên gọi khác là ma trận khẩn cấp quan trọng, là phương pháp quản lý thời gian dựa trên hai tiêu chí là mức khẩn cấp và độ quan trọng. Ma trận này sẽ chia các công việc của chúng ta thành 4 nhóm: khẩn cấp và quan trọng, deadline nộp bài sát nút, sắp đến hạn đi khám định kỳ, trả nợ cho bạn thân, vân vân. Đây là những việc phải được ưu tiên làm đầu tiên trong ngày. Không khẩn cấp và quan trọng. 3 tháng nữa có bài kiểm tra, đầu năm sau phải thi IELTS. Những đầu việc trong danh sách này tuy có tầm quan trọng cao nhưng không gấp rút về mặt thời gian. Khẩn cấp và không quan trọng. Như là trả đồ cho bạn, việc phát sinh mà bạn có thể giao cho cấp dưới. Đây là những công việc mà bạn có thể ủy thác hoặc nhờ người khác làm hộ. Ngoài ra, với tính chất của những hành động này, bạn còn có thể thương lượng lại với đối phương để tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Nhưng tất nhiên, việc thương lượng thường có vẻ bất khả thi. Không khẩn cấp và không quan trọng. Như là xem phim, chơi điện tử thì đây là những việc mà bạn không làm cũng chẳng sao. Một lưu ý nho nhỏ từ các bạn, đó là những ví dụ được nêu ở trên chỉ dựa vào tiêu chí cá nhân của mình. Cách sắp xếp đầu việc vào các nhóm sẽ tùy thuộc mức ưu tiên của mỗi người. Đối với mình thì việc xem phim mỗi buổi trưa là không khẩn cấp và không quan trọng. Tuy nhiên, đối với người khác thì nhỡ đâu nó lại là khẩn cấp và quan trọng thì sao? Hơn nữa, các bạn cần lưu ý rằng những việc trong nhóm không khẩn cấp và quan trọng nếu để lâu thì nó cũng sẽ trở thành vừa khẩn cấp vừa quan trọng. Vì vậy, các bạn nên có một quỹ thời gian riêng trong ngày để giải quyết những đầu việc ở mục này, tránh việc sát deadline thì lại phải thức đêm để hoàn thành. 2. Xác định Daily Highlights. Daily Highlights là những đầu việc quan trọng nhất mà ta phải hoàn thành trong ngày. Đối với mình, một ngày chỉ diễn ra trọn vẹn khi tất cả các Daily Highlights được hoàn thành. Thường thì những mục này sẽ là những đầu việc ở mục khẩn cấp và quan trọng trong ma trận Eisenhower được đề cập ở trên. Tuy nhiên, các bạn chỉ nên chọn từ 1 đến 3 đầu việc mỗi ngày cho phần Daily Highlights thôi, nếu như không thì sẽ rất dễ bị quá tải. Nếu có thể thì bạn hãy kèm theo cả thời gian và địa điểm mà mình sẽ thực hiện nó. Ví dụ, tôi sẽ tập gym tại phòng X vào lúc Y giờ. Đầu việc càng cụ thể thì sẽ càng dễ để bạn thực hiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các quy tắc phân bổ thời gian 40, 30, 20, 10. Trong đó, 40 thời gian trong ngày của bạn sẽ tập trung vào đầu việc quan trọng nhất. Tương tự thì sẽ là 30% cho việc quan trọng thứ hai và 20% cho việc quan trọng thứ ba. 10% còn lại sẽ dành để giải quyết các việc lặt vặt khác. 3. Áp dụng quy tắc 80-20. Quy tắc 80-20 hay còn gọi là quy tắc Pareto là một nguyên tắc được đặt tên theo kinh tế gia người Ý Vilfredo Pareto ở thế kỷ 19. Quy tắc Pareto chỉ ra rằng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Quy tắc này áp dụng được cho rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, từ kinh doanh cho đến quản lý thời gian. Cụ thể hơn về quy tắc trong quản lý thời gian này, đó là 20% thời gian tối ưu trong ngày sẽ chiếm 80% năng suất của bạn trong ngày đó. Ví dụ, đối với mình, khung giờ từ 7 tới 10 giờ sáng sẽ là thời gian mình tiếp thu thông tin hiệu quả nhất, và thường thì khung giờ này cũng sẽ là lúc mình học phần lớn kiến thức mới trong ngày. Áp dụng quy tắc này vào quản lý thời gian sẽ giúp bạn biết ưu tiên những mốc thời gian và đầu việc mình cần làm, chứ không phải dàn trải công sức cho mọi thứ.
những việc như là quét nhà, đổ rác, rửa bát thì bạn hoàn toàn có thể nhóm các hoạt động này lại và giải quyết trong khoảng thời gian bạn làm việc kém năng suất nhất, đối với mình là từ 9 giờ tới 10 giờ tối. Hãy xác định khoảng thời gian 20% bạn cảm thấy mình làm việc hiệu quả nhất, rồi dành nó để xử lý công việc quan trọng với bạn. Một mẹo nhỏ cho các bạn là hãy áp dụng thêm nguyên tắc nhà tư vấn nổi tiếng về quản lý thời gian và năng suất David Allen mang tên 2 Minutes Rules, quy tắc 2 phút. Tức là những công việc nào mà tốn thời gian không quá 2 phút như là trả lời email ngắn, trả lời tin nhắn ngắn thì các bạn nên hoàn thành luôn chứ đừng trì hoãn đến lúc khác làm. Còn nếu mà quá 2 phút thì hãy ghi lại rồi chờ thời gian khác rảnh hơn để giải quyết một thể. 4. Lên trước kế hoạch cho ngày. Nhiều khi bạn đọc được đề mục này thì có lẽ là muốn phản biện ngay rằng lên kế hoạch khiến cho cuộc sống trở nên tù túng và các bạn ấy thì muốn một phong cách sống tùy hứng và phóng khoáng hơn. Tuy nhiên, theo mình thì lên kế hoạch thực chất lại cho bạn nhiều tự do hơn để làm những điều mình thích. Bởi lẽ, nếu không lên kế hoạch thì ta sẽ rất khó quản lý thời gian một cách hiệu quả. Sẽ có những đầu việc tự dưng mọc lên mà ta không thể kiểm soát được. Hơn nữa, đến khi có thời gian rảnh, nếu không có kế hoạch cụ thể thì ta sẽ rơi vào tình trạng không biết mình phải làm gì, rồi dẫn đến kết cục nướng thời gian của mình vào những việc không thật sự có ích. Bình thường thì buổi tối trước khi ngủ, mình sẽ ghi ra các đầu việc mình phải làm ngày mai, rồi chọn một khung thời gian cố định để giải quyết nó. Mình gợi ý tới các bạn một phần mềm đó là Outlook để có thể lên lịch kế hoạch cho ngày mai. Ngoài ra, để tránh việc gặp mệt mỏi và phân vân khi quyết định, mình thường lên luôn kế hoạch mình sẽ làm gì trong thời gian rảnh. Tất nhiên thì các bạn sẽ khó có thể làm đúng theo lịch trình mình đã đặt ra chuẩn đến từng mili giây. Sẽ có những lúc bạn có việc bận đột xuất và phải cắt ngang kế hoạch. Tuy nhiên, một kế hoạch tốt sẽ giống như một ngọn hải đăng chỉ đường cho bạn, giúp bạn bắt đầu một ngày mới với một định hướng rõ ràng. Từ đó bạn sẽ có thể tối ưu hóa năng suất của mình. 5. Luật 5 phút 5 minute rule. Chúng ta thường nghĩ rằng là không làm gì thì thôi, chứ làm thì phải dành ít nhất là 30 phút cho nó. Và ý nghĩ phải làm việc xong trong một khoảng thời gian dài làm ta chùn bước. Vậy nên, khi mình cảm thấy lười và thiếu động lực để làm điều gì đó, bản thân mình sẽ tự nhủ rằng mình chỉ cần làm nó 5 phút thôi, thế là đủ rồi. Việc bạn coi công việc sắp tới sẽ hoàn thành trong 5 phút đã đánh lừa não bộ của bạn. Chỉ cần vượt qua được nỗi sợ ban đầu, rất dễ dàng để ta có thể vào cuồng công việc. Hơn nữa, thà làm 5 phút còn hơn là không làm gì cả. Như tác giả James Clear đã viết trong cuốn Atomic Habits rằng All big things come from small beginnings. Tạm dịch, tất cả hành động lớn đều bắt nguồn từ một khởi đầu nhỏ. Chẳng hạn, khi mới bắt đầu tập chạy, thay vì cứ nghĩ rằng là đã chạy thì phải chạy cả tiếng, bạn chỉ cần xỏ đôi giày vào và chạy ít nhất 5 phút mỗi ngày để hình thành nên thói quen chạy bộ, đảm bảo rằng sau một tháng bạn sẽ thấy mình tiến bộ đáng kể. Ngoài ra, bạn có thể hoàn thành khá nhiều điều trong vòng 5 phút nếu bạn biết cách tận dụng thời gian. Rất nhiều người hỏi là làm sao mà mình vừa học được ở trường, vừa làm rất nhiều dự án mà vẫn đăng bài viết đều đặn hàng tuần. Một trong những lý do chính là nhờ mình luôn tranh thủ 5 hay 10 phút rảnh để lên ý tưởng và dàn ý cho bài viết. Đừng coi thường những việc ta có thể làm trong 5 phút. Và đó là 5 phương pháp mà tác giả Brian 105 đã sử dụng để có thể quản lý thời gian hiệu quả hơn. Nếu các bạn biết phương pháp nào khác thì hãy bình luận ngay bên dưới video này để mọi người có thể cùng nhau học hỏi nhé. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Mình là Khánh Linh. Bye!